Điện này phù hợp với mọi người trang trí cho phòng khách gia đình rất là đẹp. Đèn có tên gọi là đèn led pha màu phòng khách gia đình sang trọng. Nó phù hợp để mọi người trang trí cho không gian từ 15 cho đến 30 mét vuông. Đèn này cũng được sử dụng rất là nhiều ở những tỉnh nhà hàng, tiệc cưới, khách sạn 5 sao. Màu sắc của đèn có thể pha xa hơn 15 mét. Đèn có chế độ tự động và chạy cảm ứng theo nhạc. Mỗi đèn này nó được sử dụng bóng led 7 màu nên rất là bền và tiết kiệm điện. Thiết kế của nó cũng rất là gọn để mọi người có thể dễ dàng treo lắp. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa VOL1 RO 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.